Lực 1, 2. Lực 1, 2. Giờ kính thưa toàn môn hiếu quyến và kính thưa quý anh em nhạc lễ, quý khách đến để cúng viếng cho hương hồn cụ bà. Được tin cụ bà mất, anh em nhạc lễ của chúng cháu rất là buồn và đến đây để chia buồn cùng với gia đình anh Tư Kỷ, anh Hai Lâm và anh bé và anh Vũ, thì cũng là anh em đồng nghiệp với ban nhạc lễ của chúng cháu. Và giờ đây thì chúng cháu cũng xin phép gia đình và tăng môn hiếu quyến cũng như là quý quan khách bên ngoài nhấn chút thời gian đi vào cúng viếng. Thì thời gian còn lại chúng cháu sẽ xin phép được làm một lớp tuồng để cúng viếng cụ bà. Giờ chúng cháu xin được phép bắt đầu. Cái này lâu không? Cái này cũng lâu không? Thank you.
Thank you.